giải mã lý do người Mỹ thua những trận không chiến tại Việt Nam. Là một đế quốc quân sự hùng mạnh với bộ khung quân đội có sự tương hỗ cho nhau chặt chẽ. Rõ ràng, nếu không tính cuộc nội chiến thì Mỹ là bên thắng 80% những cuộc chiến mà họ tham gia. Và lịch sử đã chứng minh điều đó đúng. Nói riêng về không quân Mỹ, họ đã trải qua cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai và định hình học thuyết tác chiến của mình, lại thêm chiến tranh Triều Tiên để bổ sung những thiếu sót. Tức là so với Việt Nam thì họ là những chuyên gia trong không chiến, còn các phi công Việt Nam chỉ là những tay ngang, học bay được đúng 300 giờ là lao lên không chiến. Thế nhưng, những chuyên gia ấy lại bị những tay ngang khuất phục một cách tâm phục khẩu phục. Và đây là video nhằm giải mã vì sao người Mỹ đã thua trong những trận không chiến tại Việt Nam. Những ông vua trên bầu trời. Trong bất kỳ cuộc chiến nào, người Mỹ đều áp dụng học thuyết tác chiến không quân của họ rất thành công. Đó là chiếm ưu thế trên không, không kích và dọn đường cho bộ binh bằng lực lượng máy bay khổng lồ. Họ có trong tay những tiêm kích đủ mạnh để làm điều đó, những F-15, F-16 cho đến việc sử dụng B-52 giải thảm. Với nhiều người Mỹ ngày nay, việc tiêm kích không chiến quần vòng là một điều hiếm xảy ra. Trong kho vũ khí không quân của họ có những quả tên lửa AIM-120 kết hợp các loại radar có khả năng quét xa đến 50 km, cho phép phi công của họ thực hiện cách đánh BVR, tác chiến ngoài tầm nhìn. Và nếu phải tiến sát đối thủ ở khoảng cách 2-3 km, họ có những quả AIM-9 thế hệ M và X sử dụng động cơ không khói, khóa mục tiêu từ mọi hướng và có sức kéo phương ngang lên đến hơn 30 g. Nhìn chung, đã là phi công Mỹ thì không phải lăn tăn nghĩ cách làm sao để triệt hạ đối thủ ngay khi họ chưa nhìn thấy mình. Họ gần như là những ông vua trên bầu trời. Từ những dẫn cứ ở trên, các bạn có thể hiểu rằng lực lượng tiêm kích Mỹ có học thuyết tác chiến, dù nghe đơn giản nhưng nó vẫn rất sâu, và họ có những chương trình đào tạo tương đối phức tạp để chọn ra một phi công phù hợp với loại tiêm kích họ có trong kho. Tư cách của không quân Mỹ trong ngành quân sự thế giới, nếu phải nói cho đúng, thì họ là những người khai phá cho kỷ nguyên phản lực và kỷ nguyên tên lửa không đối không. Mặc dù đúng ra quốc gia đầu tiên sử dụng máy bay phản lực là Đức Quốc xã với những chiếc ME-262, nhưng Mỹ là quốc gia đã đưa loại tiêm kích này lên một tầm cao mới. Họ thiết kế và chế tạo ra những chiếc F-86 Sabre, những thanh bảo kiếm với nhiệm vụ trừng phạt MiG-15 tại Triều Tiên. Và một lần nữa, họ là quốc gia đầu tiên biên chế tên lửa không đối không với đầu dò chủ động dẫn đường bằng hồng ngoại IR Guidance. Danh xưng ông vua bầu trời phải dành cho Mỹ, nếu không có thất bại tại Việt Nam làm họ phải muối mặt. Tại đất nước hình chữ S, các phi công của họ đã có ít nhất 2.000 giờ bay trong Thế chiến và chiến tranh Triều Tiên cộng lại. Tức là nếu phải gặp một phi công Việt Nam, người chỉ vỏn vẹn vài trăm giờ bay và chưa có nhiều kinh nghiệm không chiến, thì họ là những kẻ đi săn. Nhưng thế mà chỉ số lại không ủng hộ những thành tựu khoa học của họ. Tỷ lệ, những con số biết nói. AIM-9B Sidewinder, đây là quả tên lửa không đối không đầu tiên mà Mỹ đưa vào biên chế trên những chiếc F-86. Sau đó, chúng dần được phát triển tốt hơn về mọi mặt. Và khi chiến tranh Việt Nam nổ ra, phiên bản mà Mỹ sử dụng là AIM-9E và AIM-9D. Thêm vào đó, họ lại thiết kế ra thêm một loại tên lửa mới dẫn đường bằng radar bán chủ động SAHR, gọi là AIM-7 Sparrow. Với những quả tên lửa này, máy bay MiG-17 của Việt Nam trong thời gian đầu gần như nắm chắc vé lên bảng đếm số. Đơn giản là vì trên máy bay không có bộ mồi nhiệt và mồi nhiễu radar, phải đến MiG-21 thì mới có những khí tài này đi kèm máy bay. Do đó, cứ bị tên lửa Mỹ chĩa vào là coi như chạy đường nào cũng khó thoát, trừ khi biết cách để cơ động né tránh khi nó đến gần. Nhưng có những quả tên lửa mạnh như thế, nhưng không quân Mỹ lại chứng kiến một điều khiến cho họ phải sửng sốt. Đó là tỷ lệ tiêu diệt thì sụt giảm, còn tổn thất thì lại tăng cao hơn khi so sánh với chiến tranh Triều Tiên. Ở Triều Tiên, tỷ lệ hạ của không quân Mỹ là 1:8, tức là mất 8 chiếc MiG-15 thì hạ được một chiếc F-86. Thế mà khi tham chiến tại Việt Nam với những quả tên lửa bá đạo như vậy,
phi công Mỹ chỉ đạt tỷ lệ 0,8 cho đến 0,9 đổi 1. Tức là đã có giai đoạn phi công Mỹ không hạ được một chiếc tiêm kích nào của Việt Nam. Từ tháng 2 năm 1962 đến tháng 10 năm 1973, Hoa Kỳ đã mất 1.737 máy bay trong chiến đấu, với 517 máy bay khác bị rơi do các vấn đề khác nhau. Trong suốt toàn bộ cuộc chiến, rất hiếm khi có một tuần trôi qua mà không có máy bay Mỹ nào bị mất trong chiến đấu. Và đôi khi, điều đó xảy ra hàng ngày. Chỉ riêng với những chiếc F-105 thần sấm, Mỹ đã mất đến một nửa phi đội mà họ có trước khi chiến tranh xảy ra. F-4 Con Ma cũng không khá khẩm hơn. Hơn 10% số F-4 từng được Mỹ chế tạo hạ cánh đâu đó trong những cánh rừng già tại Việt Nam. Lực lượng không quân Hải quân Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất khi họ không chỉ chứng kiến việc mất phi công và máy bay hàng ngày, mà còn phải tận mắt nhìn tàu chiến của họ bị máy bay MiG-17 của Việt Nam dội bom. Nhưng vấn đề nằm ở đâu trong những tổn thất này? Nó nằm ở một thế kế vô cùng đơn giản mà Mỹ đã không nghĩ đến. Đạn thì rẻ hơn tên lửa. Trong một video ngắn của mình, Biến Động Thời Bình từng kể với các bạn có một chi tiết trên máy bay Mỹ từng bị loại bỏ, nhưng đến khi chiến tranh Việt Nam nổ ra, họ bắt buộc phải tái thiết kế và giữ lại cho đến tận hiện tại. Các bạn còn nhớ đó là gì không? Vâng, đó chính là pháo hàng không. Giai đoạn cuối những năm 1950, đầu thập niên 1960, người Mỹ đã tin rằng với việc phát triển mạnh của radar và công nghệ dẫn đường chủ động bằng hồng ngoại, họ đã có thể loại bỏ hoàn toàn những khẩu pháo nặng nề trên máy bay. Và họ thực sự đã làm điều đó một cách nghiêm túc. Những chiếc F-4 Con Ma phiên bản đầu tiên của Mỹ hoàn toàn không có một khẩu pháo nào gắn trên thân cả. Mỹ tin rằng với tên lửa, không chiến cuồn vòng đã là quá khứ. Và với tốc độ lên đến Mach 2 của những chiếc máy bay mới, có con lợn mà không chiến cuồn vòng có thể diễn ra. Nhưng rồi, điều mà họ cho là quá khứ đã lặp lại tại Việt Nam. Những chiếc MiG-17 đúng thật là chậm hơn F-4 chỉ khi bay cận âm với tốc độ hơn 1.000 km/h một chút. Tuy nhiên, nó mang lại một lợi thế lớn trên không cho các phi công Việt Nam. Bài học đầu tiên khi bay trên trời mà phi công nào cũng phải nắm được chính là vận tốc và thời gian lượn vòng có tỷ lệ thuận với nhau. Tức là càng bay chậm, lượn vòng càng nhanh và ngược lại. Và trên bầu trời Việt Nam, các phi công Mỹ đã phải xoay sở một cách mệt nhọc để có thể đi vào bên trong vòng lượn của những chiếc MiG-17 và MiG-21 nhằm chui ra phía sau lưng phi công của ta. Nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp vì máy bay của họ ngoài bay nhanh ra thì nó lại rất to và nặng. Từ đó ảnh hưởng lên lực đẩy và lực kéo của máy bay. Và tệ hơn nữa, tên lửa mới của Mỹ không phải lúc nào cũng hoạt động như quảng cáo, khiến các phi công mất đi những cơ hội quý giá để hạ gục đối thủ khi họ có thể. Từ năm 1965 đến tháng 3 năm 1968, trong số 224 của tên lửa AIM-7 bắn vào máy bay của Việt Nam trong không chiến, chỉ có 20 tên lửa tiêu diệt được máy bay địch với tỷ lệ thành công chỉ là 8,9%. Các tên lửa khác có kết quả tốt hơn nhưng không nhiều. AIM-9B đạt 16%. Những yếu tố trên đã khiến nhiều phi công Mỹ phải khóc thét và yêu cầu chính phủ Mỹ phải đặt lại pháo lên máy bay. Như phi công John Chiesai nói, đó là sai lầm lớn nhất trên F-4. Đạn rẻ hơn tên lửa và có xu hướng đi đến nơi bạn nhắm đến. Tôi cần một khẩu pháo và tôi thực sự ước mình có một khẩu. Vậy thì nói cho đúng, những khẩu pháo 23 ly và 37 ly của MiG-17 cũng như MiG-21 đã đánh bại hoàn toàn những quả tên lửa siêu hạng của Mỹ. Nhìn vào số phi công ACE, tức là những người hạ nhiều hơn 5 chiếc của Việt Nam, cũng cao hơn Mỹ rất nhiều, đã chứng minh điều đó. Chính vì thất bại trên bầu trời Việt Nam đã khiến quân đội Mỹ suy nghĩ rất nhiều. Những cơn đau đầu kéo dài liên tục khiến paracetamol uống vào cũng không dứt. Và cuối cùng, họ đành phải ngậm ngùi xác nhận thời đại không chiến cuồn vòng vẫn chưa kết thúc. F-5 chiến binh tự do, chiếc tiêm kích hạng nhẹ được chế tạo sau F-4 cho nhiệm vụ đối đầu với MiG-21, sau đó đã được gắn hai khẩu pháo 20 ly trên mũi. F-14 Mèo Đực, siêu tiêm kích từng tham gia bảo vệ chiến dịch Gió Lốc ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài những quả tên lửa AIM-54 có tầm bắn lên đến 50 km, cũng được trang bị thêm khẩu pháo nòng xoáy M61 Vulcan 20 ly. Những chiếc F-4 cũng được cải tiến lại với thùng súng gắn dưới bụng và sau này là bắn dưới mũi máy bay nhằm phục vụ cho không chiến. Chương trình đào tạo phi công Top Gun của Mỹ sau năm 1975 cũng được ra đời
nhằm nâng cao khả năng không chiến quần vòng và bắn pháo của phi công Mỹ. Quả thật, nếu như không có chiến tranh Việt Nam thì có lẽ đến ngày nay những chiếc máy bay của Mỹ đã không còn gắn pháo nữa. Nhưng đó cũng là một bài học rất lớn cho họ về việc một viên đạn 37 ly và hai viên đạn 23 ly trong một loạt bắn của MiG-17 cũng đủ sức xé toạc một chiếc F-4 ra làm hai như cách một quả AIM-9 làm được. Cho đến ngày nay, dù đã phát triển hơn rất nhiều, nhưng Mỹ vẫn chưa dám bỏ những khẩu pháo hàng không ra khỏi máy bay của mình. Đơn giản là họ sợ lịch sử sẽ lại một lần nữa lặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi, đội ngũ kinh biến động thời bình, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tìm hiểu về những biến động chính trị trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại những thông tin khách quan, trung thực về chiến sự thế giới, đồng thời truyền tải thông điệp nhân văn, kêu gọi hòa bình và tình yêu thương giữa con người với con người. Tôn chỉ và tiêu chí hoạt động. Tinh thần nhân đạo. Chúng tôi luôn đặt tinh thần nhân đạo lên hàng đầu, kêu gọi hòa bình, buông vũ khí và bài trừ chiến tranh. Mọi nội dung đều nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết và tình yêu thương giữa các dân tộc. Trung lập và khách quan. Chúng tôi cam kết không định hướng dư luận, không tuyên truyền bất kỳ tư tưởng chính trị nào và không kích động bạo lực. Kinh luôn giữ vững lập trường trung lập, không đứng về bất kỳ phe phái nào. Bảo vệ chính nghĩa. Chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ các giá trị nhân quyền, quyền tự do và chính nghĩa. Chúng tôi tin rằng chỉ có hòa bình và sự hiểu biết mới có thể mang lại hạnh phúc và an lành cho nhân loại. Miễn trừ trách nhiệm. Nội dung trên kênh Biến động Thời Bình chỉ mang tính chất tham khảo và không thể hiện lập trường chính thức của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc diễn giải các thông tin từ kênh. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua những thông tin mà kênh Biến động Thời Bình mang lại, quý vị sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới. Và từ đó, chúng ta cùng nhau lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương và đoàn kết. Chúng tôi tin rằng, mỗi một người trong chúng ta, bằng sự hiểu biết và tình yêu thương, đều có thể góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và nhân ái. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Biến động Thời Bình. Sự ủng hộ và góp ý của quý vị là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển mỗi ngày. Chân thành cảm ơn đội ngũ kênh Biến động Thời Bình. Nếu cảm thấy yêu thích nội dung này, quý vị đừng quên để lại một like video và đăng ký kênh Biến động Thời Bình để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.